Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury. Và hôm nay một chủ đề vô cùng đặc biệt, rất đặc biệt luôn, về đồ trang sức và chế tác vàng kim cương. Thì Kỳ Lân trân trọng giới thiệu, đây chính là sản phẩm chính mà ngày hôm nay Kỳ Lân đang muốn giới thiệu với tất cả quý khách. Vâng, chắc hẳn rằng quý khách xem video này đã đoán được đây là cái gì đúng không ạ? Đây chính là một cái chìa khóa xe Mercedes. Và Kỳ Lân đã làm cũng nhiều mẫu chìa khóa xe rồi, như là BMW hoặc là Mini Cooper, Boxer vân vân. Và hôm nay đây là cái chìa khóa xe Mercedes mà Kỳ Lân làm cho chính bản thân của Kỳ Lân. Một chiếc chìa khóa được thay thế hoàn toàn vỏ bọc bên ngoài, được thay thế hoàn toàn bằng vàng nguyên khối. Và sự kết hợp giữa hai màu vàng hồng, vàng trắng, rose gold rất đẹp, rất hài hòa, rất là tinh tế. Và không chỉ vàng không, mà có một sự kết hợp vô cùng đặc biệt xuất hiện cùng với vàng ở trong đây, đó chính là kim cương. Kim cương được đặt ở hai chỗ, hai vị trí. Một là cái logo vương miện. Logo vương miện là cái logo thể hiện biểu trưng của sự cao quý, sang trọng, quý phái, quý tộc, và thể hiện sự dẫn đầu trong tất cả cuộc chơi. Đó chính là logo vương miện. Và trong cái logo vương miện này có đến 3 viên kim cương vuông. Và đặc biệt hơn nữa, đó chính là trên cái chốt móc, Kỳ Lân có làm một viên kim cương 5L nước D VVS1 3 Excellent, đẹp không tì vết. Một viên kim cương nước D xuất sắc, một viên kim cương nước D hoàn hảo, một viên kim cương nước D tuyển chọn, cực kỳ tuyển chọn. Và cái khoen móc này cũng là vàng. Chung quy lại là toàn bộ tất cả thân vỏ của chìa khóa mạc này đều được thay thế hoàn toàn bằng vàng nguyên khối đúc ra AU750 và đến kim cương. Logo mạc, các biểu tượng để bấm nút đúc hết bằng vàng nguyên khối đúc ra. Bây giờ Kỳ Lân sẽ tháo cái chìa khóa Mercedes gốc để cho quý so sánh xem. Nếu như chúng ta dùng cái vỏ bọc như vậy thì chìa khóa nó sẽ trở nên to hơn, thô hơn và có vẻ là hầm hố, nhưng mà nó sẽ nặng hơn và cồng kềnh hơn, nó không có tinh tế. Thì mình sẽ chuyển qua làm vàng hết cho chìa khóa xe luôn. Cái móc khóa mình cũng đúc ra từ vàng luôn, kết nối các bộ phận vàng lại với nhau. Và một cái nhược điểm mà khi chúng ta dùng các loại ốp thông thường thì cái phần cao su, phần nhựa, phần cao su nó một thời gian nó sẽ bị ố, từ trắng thành ố qua ngả vàng, và nó dơ, rất khó chịu, rất là khó vệ sinh, và nó thường là phải thay thôi, vì dùng một thời gian là nó sẽ biến màu, nó đổi màu và nó nhìn nó trầy trụa, nó cũ xấu lắm. Nên là mình sẽ cắt qua một bên. Đây là nguyên thủy cái chìa khóa xe, và đây là phần nhựa, và đây là phần kim loại logo. Phần đây là cũng là nhựa, và họ in cái đóng cái các ký hiệu mở khóa khóa và mở cốp xe. Ở đây nó còn một cái chìa khóa cơ nữa, chìa khóa rút nữa, nhưng mà Kỳ Lân tháo để ra ngoài rồi, bởi vì khi mà đưa vào cái này bắt buộc phải tháo chìa khóa ra. Nắp đây là bằng nhựa. Đây là nguyên chiếc chìa khóa được đúc hết hoàn toàn cùng kích thước, cùng kích cỡ. Thay thế hoàn toàn tất cả những chất liệu này thành vàng, sự kết hợp với vàng hồng và vàng trắng, vàng hồng và vàng trắng. Kim loại màu này thì Kỳ Lân cũng làm theo cái cách phối màu của hãng, nhưng mà Kỳ Lân phối thành hai màu khác nhau. Thì chìa khóa gốc là cũng hai màu phối với nhau, giữa màu bạc, ghi bạc và màu đen. Thì ở đây Kỳ Lân sẽ làm là phần ghi bạc này thành vàng trắng, phần đen này Kỳ Lân sẽ làm vàng hồng, và cái logo mệt Kỳ Lân đúc từ cũng là vàng trắng. Và cái logo vương miện biểu trưng của sự cao quý, sang trọng, quyền lực, và đặc biệt là thể hiện sự dẫn đầu trong tất cả các cuộc chơi. Có đến 3 viên kim cương vuông. Xin phép rằng là tại vì ở đây là Kỳ Lân muốn review thực tế, cho nên là chỉ nhờ bạn này bếp đeo tay cầm thôi. Còn khi mà Kỳ Lân review thì Kỳ Lân xin phép là dùng tay mình, bởi vì khi quý khách dùng, quý khách cũng dùng trực tiếp từ tay, không có đeo tay, nên là Kỳ Lân muốn để rõ qua video này.
vừa có một bạn thể hiện sự sang trọng, cao cấp, luxury, nên là bắt buộc phải đeo bao tay để thể hiện sự điều đó là hiển nhiên. Và khi Kỳ Lân review thì Kỳ Lân xin phép là Kỳ Lân cầm tay của mình để cho qua video quý khách hình dung được là khi chúng ta cầm vào tay mình nó sẽ như thế nào. Nguyên có khoen bằng vàng đúc ra, đúc rất dày. Quý khách đón xem là trọng lượng, tổng trọng lượng vàng của cái chìa khóa xe này là bao nhiêu ạ. Và phía sau của cái chìa khóa xe này cũng sự kết hợp giữa vàng trắng và vàng hồng. Ở cái lưng này, lưng gồ lên là vàng hồng, rose gold. Ở phần dưới này là vàng trắng. Ở cái nút, cái chốt mở ra này, nó là vàng hồng. Vàng khóa nó nguyên khối đúc ra, nó là nguyên khối từ mặt trước và sau là vàng hồng. Và Kỳ Lân thích nhất đó là chúng ta nhìn thấy kể cả cái mặt phía sau của viên kim cương nè, và mặt chính diện, đó chính là viên kim cương siêu chiếu siêu lấp lánh. Viên kim cương rất là chiếu, rất là lấp lánh luôn. Vì sao mà Kỳ Lân chọn làm viên kim cương ở đây, mà lại là một viên kim cương 5 ly tư nữa, mà lại là một trong những viên kim cương 5 ly tư đẹp nhất nữa? Nước D VVS1 3 Excellent Quỳnh Quang Ninh, mặt bàn chiều cao đẹp hết. Nói chung là một viên kim cương hoàn toàn là xuất sắc, không tì vết. Bởi vì Kỳ Lân làm viên kim cương ở đây, và cái khoe như thế này là để Kỳ Lân muốn đeo vào sợi dây chuyền, hoặc là mình có thể móc vào một cái móc để mình đeo như thế này, là viên kim cương lúc nào cũng chiếu lấp lánh hết. Mình sẽ làm một cái móc, mình sẽ đeo vào đây. Khi mà có cái khóa như thế này, có cái khoe như thế này thì mình có thể kết hợp với một cái khóa để mình móc vào, và mình móc vào cái phi này để mà chúng ta đeo vào chỗ cái lưng quần nè. Chúng ta đeo rất là đẹp, rất là gọn, rất là vừa. Mà mục đích chính của Kỳ Lân á là Kỳ Lân thích làm để đeo vào sợi dây chuyền. Đây là sợi dây chuyền mà Kỳ Lân làm sự kết hợp giữa các mắt dây lại rất đẹp, trong đó có xen kẽ những mắt dây. Đây là những cái logo vương miện, và dưới cái nền logo vương miện là có những cái chấm rất là dễ thương và tạo nổi cái logo lên. Đây là cái logo vương miện của Kỳ Lân Luxury, logo của sự sang trọng, quý phái, quyền lực. Và đặc biệt là cái logo vương miện này thể hiện cho sự dẫn đầu trong tất cả các chơi sản phẩm luxury. Đây, Kỳ Lân sẽ tháo cái mắt ra, Kỳ Lân đeo. Sợi dây chuyền này thì Kỳ Lân đã làm một video review trước rồi. Thì nếu như quý khách muốn xem chi tiết về sợi dây chuyền này, có thể lên kênh YouTube của Kỳ Lân để xem lại video đó, hoặc là lên trên fanpage, hoặc là lên trên trang Facebook, hoặc là trên TikTok của Kỳ Lân Luxury, hoặc là quý khách lên trên website của Kỳ Lân Luxury, kỳlanluxury.com, để xem những sản phẩm, những danh mục sản phẩm của Kỳ Lân nhé. Đây là một sợi dây chuyền như thế này đã rất là đẹp, rất là sang và rất là ấn tượng rồi. Bây giờ Kỳ Lân sẽ kết hợp giữa sợi dây chuyền này và cái chìa khóa xe mệt này. Chìa khóa xe mệt đúc từ vàng nguyên khối hết, sự kết hợp giữa vàng hồng và vàng trắng. Và cái chìa khóa xe này thì có hai tác dụng để chúng ta sử dụng thường xuyên nhất. Một là móc với móc chìa khóa, mình sẽ móc với một cái móc chìa khóa, và cái móc chìa khóa đó Kỳ Lân cũng sẽ làm bằng vàng nguyên khối. Và hiện tại Kỳ Lân đang cho tiến hành làm một cái là vàng hồng và một cái là vàng trắng để Kỳ Lân thay phiên sử dụng, và hai cái Kỳ Lân sẽ làm hai cái họa tiết khác nhau để cho nó đẹp. Thì Kỳ Lân đang thực hiện rồi, gần xong rồi. Và sau khi Kỳ Lân hoàn thiện thêm hai cái móc chìa khóa cho cái chìa khóa xe ô tô này bằng vàng hồng và vàng trắng, Kỳ Lân sẽ thực hiện một video nữa về sản phẩm này. Hy vọng là tất cả quý khách sẽ đón xem. Có những quý khách không muốn đeo vào lưng quần bị vướng víu, không đẹp, nhưng mà có những quý khách lại thích, rất thích muốn đeo. Nhưng mà cũng có những quý khách đeo nhưng mà phải đeo ngắn, nó mới sát với cái lưng quần, móc lưng quần này nó dày tới đây luôn là đỡ. Nhưng có những cái ở ngoài họ sản xuất ra, họ làm nó cồng kềnh, nó dài thòn tới đây luôn, nhìn mình đi tùng ten rất là khó chịu, đặc biệt là hai bì tán vào tay nữa. Nên là nhiều quý khách là vẫn thích đeo, nhưng mà thích ngắn thôi, ngắn cỡ này thôi. Hoặc là nếu như quý khách yêu cầu, Kỳ Lân sẽ thiết kế lại cái chỗ cái khoen này, Kỳ Lân sẽ làm cho to hơn một chút xíu, và Kỳ Lân sẽ làm một cái khóa chốt để mở ra và mình đeo vào cái lưng quần này.
hoặc đeo vào dây chuyền, hoặc là Kỳ Lân sẽ làm một cái đồng lò xo đang bóp vào và Kỳ Lân móc vào đây cũng được, rất là gọn, nó vừa đi nó không có vơ lung tung mà nhìn nó rất đẹp, mà đặc biệt nó giống như là một cái sản phẩm thời trang, trang sức thời trang của mình, nó rất đẹp, đặc biệt là mình nếu mình đeo như vậy thì nó lại rất là vừa vặn luôn. Rồi bây giờ công dụng thứ ba, đeo cầm, và bây giờ mình sẽ đeo vào dây chuyền. Đây cái khoen Kỳ Lân làm to lắm, nên mặc dù cái sợi dây chuyền của Kỳ Lân rất là to, rất là to luôn và nhiều, nhưng mà Kỳ Lân vẫn sợ lọt vô tư qua cái khoen này. Chắc chắn rằng khách sẽ có khách nhìn thấy một điều đặc biệt ở video này, đó là cái logo ghim này Kỳ Lân cũng làm từ vàng nguyên khối đúc ra AU750 và đính 3 viên kim cương vuông. Và những cái đúc áo mà Kỳ Lân đang sử dụng đều được đúc từ vàng nguyên khối đúc ra AU750, trong đó có logo Vương Miện bên trong, logo Vương Miện của Kỳ Lân Luxury, và vòng tròn ở ngoài cái logo Vương Miện là đính full kim cương thiên nhiên trên mỗi cái đúc áo như vậy, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và Kỳ Lân đang tiến hành ở clip sau, Kỳ Lân sẽ lấy tất cả những cái áo mà Kỳ Lân đang sử dụng, những cái áo mà Kỳ Lân đang dùng, Kỳ Lân sẽ thay hết, kể cả thay ở cổ tay áo. Và đặc biệt nữa, kèm theo nữa đó là một cái manset. Kỳ Lân sẽ làm manset để mà khi mà chúng ta không cài nút áo, Kỳ Lân sẽ dùng cái manset đó cài vào hai cái tay áo. Thì khi mà cài manset thì chúng ta chỉ việc là lật lại như thế này, chúng ta xỏ manset qua thì cái tay áo nó sẽ rất đẹp và nó nổi ra cái logo Vương Miện của Kỳ Lân Luxury với vòng tròn kim cương bên ngoài. Và chắc chắn còn một chỗ nữa, không phải nhiều một chỗ đâu, nhiều chỗ, ví dụ như là ở dưới cái đôi giày Kỳ Lân đang sử dụng cũng là logo Vương Miện, hai chiếc đều là hai cái logo vàng khối Vương Miện, và kể cả cái mặt dây thắt lưng mà Kỳ Lân hay sử dụng cũng vậy, toàn bộ phần khối bên ngoài màu trắng này là vàng trắng, toàn bộ phần khối màu vàng hồng bên trong này là vàng hồng rugon, và ba viên kim cương vuông đó. Kỳ Lân cũng hay sử dụng cái mặt dây thắt lưng này, và hôm nay thì Kỳ Lân dùng cái mặt dây thắt lưng Hermes được đúc từ full vàng nguyên khối hồng, đúc ra AU750 và đến full kim cương thiên nhiên. Và đây một chi tiết trước màn hình chúng ta luôn, hai bên cái kính mà Kỳ Lân đang đeo, đang sử dụng có hai cái logo Vương Miện, và cái kính này được đúc hoàn toàn tất cả chi tiết đều là vàng nguyên khối, chỉ có trong kính là không phải vàng thôi, còn lại tất cả là vàng nguyên khối. Hai bên hai cái logo Vương Miện, đến 3 viên kim cương mỗi bên. Và ở giữa trên sóng mũi này sẽ có 3 viên kim cương thiên nhiên. Kỳ Lân dự tính làm là Kỳ Lân sẽ gắn 3 viên kim cương 5.4, lựa những viên thuộc dạng đẹp nhất về tầm nước D và VVS1, 3 Excellent, Quỳnh Quanh Non và mặt bàn ok, chiều cao lý tưởng, nói chung là không một tì vết, đưa vào đây thì sẽ tuyệt vời. Và sắp tới sẽ có một cái kính như vậy, và Kỳ Lân sẽ đưa 3 viên kim cương 54 vào. Hiện tại là cái kính này dưới 200 triệu, và nếu như mà thay vào đây là 3 viên kim cương 54 đẹp nhất thì kính này sẽ là tầm 500 triệu. Rồi, và tiếp tục quay trở lại với nhân vật chính, sản phẩm chính ngày hôm nay mà Kỳ Lân đang giới thiệu. Bình thường thì mình đeo như thế này, mình vẫn có thể bấm điều khiển rất vô tư, tại vì thực chất là chỉ có 3 nút thôi. Ở dưới đây cuối cùng là mình sẽ biết được, nó là cái nút mở cốp xe, và nút ở giữa này là nút mở khóa, nút ở trên này là nút khóa. Và hiện tại thì Kỳ Lân cũng đã tham khảo hỏi ý kiến của rất nhiều chuyên gia về design, cũng như là rất nhiều cái khách hàng tinh tế về cái màu sắc của sản phẩm. Thì Kỳ Lân có hỏi tham khảo là nguyên cái chìa khóa là vàng khối logo đẹp, hay là nguyên chìa khóa vàng khối là màu vàng trắng đẹp, hay là đờ mi kết hợp giữa vàng trắng và vàng hồng như thế này đẹp, thì hầu như đa số đều chọn là kết hợp giữa vàng trắng và hồng đẹp và nổi. Thì đó là ý kiến mà Kỳ Lân đã tham khảo được, thì không biết ý kiến của tất cả quý khách đang xem video này sẽ như thế nào, thì hãy để lại comment cho Kỳ Lân xin tham khảo. Kỳ Lân vô cùng cảm ơn ý kiến từ tất cả quý khách đang xem video rất nhiều,
để là động lực để là Kỳ Lân rút ra ý kinh nghiệm, ý kiến từ tất cả mọi người xem clip để Kỳ Lân hoàn thiện hơn, tốt hơn những sản phẩm tiếp theo. Và nếu như vàng trắng hoặc là vàng hồng hoặc là đề mi thì đây cũng là nguyên một cục vàng, nguyên một cục vàng, nguyên khối rất là chắc nặng. Và nếu như quý khách đặt những cái chìa khóa xe để đúc bằng vàng như vậy cho tất cả các loại xe thì cứ yêu cầu với Kỳ Lân là về màu sắc. Ví dụ như là quý khách đặt là muốn làm chìa khóa xe cho chiếc xe BMW nguyên màu vàng hồng hết, logo hết, Kỳ Lân sẽ làm. Hoặc là làm hết vàng chanh, Kỳ Lân sẽ làm. Hoặc là làm hết màu vàng vàng, hoặc là làm hết vàng trắng, hoặc là đề mi như thế này. Thì màu sắc vàng thì do quý khách chọn mà Kỳ Lân sẽ thực hiện đúng theo yêu cầu để mà sản phẩm trở nên hoàn thiện đối với tất cả những quý khách. Bởi vì hoàn thiện nhất, sản phẩm hoàn thiện nhất về độ hoàn thiện, độ tỉ mỉ, độ tinh tế thì đó là phải đương nhiên từ phía Kỳ Lân rồi. Nhưng mà hoàn thiện nhất đối với mỗi quý khách muốn sở hữu để hài lòng nhất thì đó mới là sự hoàn thiện nhất, kết hợp giữa sự hoàn thiện về tỉ mỉ, tinh tế, sắc nét hoàn thiện và kết hợp với sự hoàn thiện theo ý của quý khách nữa thì mọi sản phẩm đó mới trở nên hoàn hảo. Bởi vì đây là vàng nguyên khối cộng với hội chuẩn và công nghệ châu Âu, công nghệ nén vàng không bị bọt, vàng cực kỳ sáng bóng và giữ vững màu vô cùng đẹp. Và khi chúng ta sử dụng có va đầy mớp bất cứ vấn đề gì đem lại với Kỳ Lân và Kỳ Lân sẽ hoàn thiện lại mới như ban đầu. Và khi kèm sản phẩm này cho quý khách thì Kỳ Lân sẽ gửi kèm cái khăn để chuyên dụng lau vàng. Ví dụ như chúng ta sử dụng nó dơ, nó mờ, nó bụi thì chúng ta sử dụng cái khăn lau vàng đó, chúng ta lau một cái là sẽ trở nên bóng và sáng lại như ban đầu. Còn vết trầy xước thì rất đơn giản, nếu như chúng ta sử dụng có trầy xước thì Kỳ Lân sẽ có một cái máy chuyên dụng, thậm chí Kỳ Lân có thể kèm thêm một cái máy chuyên dụng đó nhỏ như cái tu vít thôi, cầm như cái tu vít thôi, chúng ta có thể để vào và vuốt nhẹ sẽ đánh được cái trầy luôn, kèm với lơ chuyên dụng đến. Cho nên là sản phẩm này chúng ta dùng hoài không bao giờ cũ, cho dùng có mớp đi chăng nữa Kỳ Lân vẫn đắp vàng lại, làm lại hoàn thiện như ban đầu. Cho nên là chúng ta cứ xài thoải mái, không có ốp lưng, không có ốp bao gì, bởi vì nó là vàng rồi. Và vàng thì chúng ta cứ xài thoải mái và tẹt ga, có trầy, có xước, có mớp đi chăng nữa thì đến với Kỳ Lân Luxury sản phẩm sẽ ngay lập tức trở lại như ban đầu. Đó là điều mà Kỳ Lân cam kết sản phẩm đối với tất cả quý khách hàng. Ví dụ như là muốn dài luôn thì chúng ta để như nãy, còn nếu như muốn đeo ngắn như thế này luôn thì chúng ta sẽ tháo bớt những mắt ra để cho nó cố định như vậy. Đây, cái lỗ, cái khoang rất là to, mình có thể bỏ được nhiều loại dây khác nhau, dây tròn, dây vuông, dây chữ nhật. Trọng lượng vàng của sợi dây chuyền này đối với của Kỳ Lân đang đeo là 2K79, còn đối với quý khách thì sẽ tùy vào thân hình khác nhau và muốn nặng nhẹ khác nhau thì mình có thể làm giảm hơn hoặc là làm nhiều hơn. Và cụ thể thì đang có khách hàng đang đặt Kỳ Lân cũng sợi dây chuyền này nhưng mà làm tầm cỡ 6K vàng, làm dày hơn, làm dài hơn, làm to hơn. Nếu như mà căng nguyên cái chìa khóa này bao gồm luôn phần bo mạch của chìa khóa thì trọng lượng là 144.3 gram, thì theo công thức tính thì Kỳ Lân sẽ tính là tầm cỡ 3 lượng 8, có nghĩa là 3K8, hơn 3K8 vàng. Trên bo mạch thì còn lại tầm cỡ gần cỡ 3K rưỡi vàng, chìa khóa này tầm cỡ gần 3K rưỡi vàng. Và bây giờ Kỳ Lân sẽ tháo phần nắp lưng cho các xem nguyên cái miếng này đã là bao nhiêu, nguyên cái miếng vàng khối nắp lưng nè, nguyên miếng này 27 gram, vậy thì là bao nhiêu vàng? 7 chỉ 2. Cái nắp lưng này của cái chìa khóa thôi đã là 7 chỉ 2 vàng nguyên khối rút ra AU750. Vậy thì nguyên cái chìa khóa xe nó làm vàng dày như vậy, rất là dày đó, nguyên vàng mà đúc ra cái thành nó dày như vậy đó. Nổi cái khoang thôi chúng ta đã nhìn thấy rồi, đúc đặt từ vàng nguyên khối AU750 đúc ra và rất là dày, nặng, công nghệ nén chuẩn châu Âu, không bị bọt vàng, sáng bóng, vàng chuẩn màu với hội chuẩn. Khi mà chúng ta lấy cái nắp này ra là để chúng ta thay pin, tháo ra thay pin ở đây. Mà pin này thì chắc là rất là lâu hết pin rồi, chắc chắn là lâu lắm chúng ta mới tháo ra, cũng không cần phải tháo ra thường xuyên làm gì. Và sau khi tháo ra để xem trọng lượng vàng của cái nắp lưng này là bao nhiêu vàng thì chúng ta sẽ lắp lại. Hai cái ngàm cũng làm bằng vàng, nói chung toàn bộ là vàng hết. Chỗ đầu màu vàng hồng này là vàng rô gôn hồng và màu trắng này là vàng trắng.
Và Kỳ Lân review lại 3 chức năng chính chìa khóa. Một là mình đeo ở lưng quần mình đi, cũng rất sang, cũng rất giá trị và cũng rất đẹp. Và khi chúng ta cầm lên tay đi di chuyển cũng rất sang, giá trị. Và khi chúng ta đặt lên bàn nơi làm việc, nơi chúng ta ngồi giao tiếp, giao lưu thì cũng rất giá trị. Bởi vì nó là vàng nguyên khối, nguyên cái chìa khóa là nguyên cục vàng và viên kim cương. Và thứ ba là khi chúng ta đeo vào dây chuyền trên cổ này, nó là một cái mặt dây chuyền vô cùng đặc biệt và độc và rất là gây sự chú ý về sự giá trị. Logo Vương Miện là cái logo thể hiện sự cao quý, đẳng cấp, sang trọng. Và đặc biệt cái logo Vương Miện của Kỳ Lân Luxury thể hiện sự dẫn đầu trong tất cả cuộc chơi đồ đẳng cấp luxury. Chúng ta coi như là bên trong không có mạch đi, đây là một cái cục vàng cũng được, đúc đặc dài luôn cũng được, bởi vì không khác gì cả. Bởi vì toàn bộ thân vỏ này là vàng nguyên khối và bên trong là bo mạch thôi. Toàn bộ tất cả là vàng nguyên khối đúc ra AU750 và vàng hồng, vàng trắng kết hợp. Và bên trong chỉ có bên trong là bo mạch thôi, còn ngoài là vàng hết, vàng và kim cương. Bởi vì bình thường chúng ta mua trang sức, mua nữ trang thì chúng ta chỉ thấy hình thức là được thôi, chứ còn không coi chất lượng. Chỉ thấy ra mẫu mình thích hay không thôi, chứ không coi chất lượng, thường là như vậy. Nhưng mà sản phẩm cao cấp chúng ta phải coi kỹ chất lượng. Bởi vì sản phẩm cao cấp luxury là phải hoàn hảo, hoàn mỹ và hoàn thiện. Đồ cao cấp các hãng khác cũng vậy, phải theo tiêu chí đó. Thì đồ cao cấp là nó hoàn thiện tất cả mọi chi tiết, hoàn hảo luôn mới là đồ cao cấp. Mình sẽ soi thử viên kim cương này có đúng là đẹp không, mà mình coi giấy có chuẩn hay không. Giấy GRI và là giấy quốc tế và giấy trong nước, để mình đối chiếu giấy với nhau và mình coi. Và mình coi mã số cạnh, và mình coi hộp có bị than, có bị lỗi gì hay không, có hoàn hảo đúng như giấy hay không. Là mình phải soi qua máy để mình coi kiểm tra. Một viên kim cương hoàn hảo không một tì vết, qua màn ảnh phóng đại, máy móc chuyên dụng để mà soi kim cương. Rồi mình sẽ soi chất lượng vàng từ cái khóa nè, từ cái logo nè, rất sắc sảo, rất chi tiết và rất sắc nét. Và cái logo Vương Miện cũng vậy, rất sắc nét với công nghệ máy móc hiện đại chuyên nghiệp dành cho sản phẩm cao cấp, chứ không có làm tay, mà tất cả sản phẩm này đều phải dùng những máy móc chuyên nghiệp để chuyên làm cho những cái đồ cao cấp như các hãng lớn ở bên các nước họ cũng đang sử dụng. Sau khi chúng ta soi bằng máy xong rồi, chúng ta sẽ dùng cái bút chuyên dụng. Bút này là bút xịn chuyên dụng nha, chứ không dùng những cái bút thường. Mình sẽ kết hợp với kinh nghiệm, kiến thức của mình và kinh nghiệm chuyên môn của mình để mình sử dụng những cái vật dụng sản phẩm này mình kiểm tra. Ví dụ như nếu là kim cương thì mình sẽ dùng đúng cách cái bút đặt vào đây, thì cái bút sẽ đọc là diamond. Kể cả logo Vương Miện. Tất cả đều là diamond kỹ thuật và mình và để cho quý khách hàng xem. Nhưng đã là sản phẩm vàng, đã là sản phẩm kim cương thì chúng ta phải có giấy giám định. Và Kỳ Lân sẽ đi phân tích ở những trung tâm. Đối với những người làm ngành vàng, đặc biệt là ngành vàng cao cấp luxury và kim cương luxury, thì Kỳ Lân sẽ có những đơn vị chuyên để hỗ trợ phổ, quang phổ vàng và soi kiểm tra kim cương bằng những máy móc chuyên dụng cao hơn nữa. Tại vì những đơn vị đó là được cấp phép giám định cho những đơn vị làm sản phẩm này. Bởi vì những đơn vị đó là được cấp phép, và bởi vì những đơn vị đó là được cấp phép giám định sản phẩm, kiểm định sản phẩm cho những cái nơi sản xuất vàng, bạc và kim cương. Cho nên là sau khi mình kết hợp với kinh nghiệm chuyên môn và kiến thức của mình kiểm tra hết cho quý khách hàng xem, thì mình sẽ đem đến những nơi đó để họ ra giấy cho mình, họ quang phổ cho mình là vàng bao nhiêu. Như đây là giấy GRI của viên kim cương 5.4 này, đó là chiếc giấy quốc tế. Và giấy quốc tế xong là chúng ta sẽ kiểm định ở trong nước nữa, thì chúng ta có thể đến những trung tâm như là Doji, SGC, PNG vân vân. Và ngoài ra mình sẽ đi phân tích thành phần vàng ở những trung tâm chuyên phân tích giám định cho các cửa hàng vàng bạc ở hầu như các tỉnh đổ về luôn. Tại vì những trung tâm này là lớn lắm, họ phân tích quang phổ vàng cho hầu như tất cả những cửa hàng vàng mà cần đến họ luôn. Bằng cục, bằng đóng, bằng thẻ, bằng nấu gì đem lại họ phổ hết cho mình. Ví dụ như vàng, họ sẽ phổ ra vàng là bao nhiêu, họ sẽ ghi rõ luôn là vàng là 75, đồng, bạc, kẽm bao nhiêu phần trăm, họ ghi rõ hết. Đủ 75 vàng không,
là ok. Vàng là vàng 75. Và sau đó ví dụ như là cái kính đi, cái kính này Kỳ Lân cũng đi quang phổ ở trung tâm này, là trung tâm Duzi. Đây, họ sẽ chụp hình cái kính của mình. Đây là cái kính mà Kỳ Lân đang mới vừa phổ xong. Kính được đúc bằng vàng nguyên khối đúc ra, 750, toàn bộ bằng gọng hết. Chỗ nào vàng là vàng hết, bằng 750. Chỉ có trồng kính là không phải thôi, trồng kính là để mình nhìn mà. Rồi, họ sẽ ghi rõ cho mình là kim loại quý, vàng hồng 18K. Họ ghi rất rõ, họ chụp sản phẩm, họ in dán tem lên, họ đóng mộc chứng nhận cho mình đây là vàng 18. Nên là chúng ta sẽ yên tâm tuyệt đối vào sản phẩm Kỳ Lân Luxury. Và ngày nay, những người có tiền mua những sản phẩm có sẵn, thì những sản phẩm có sẵn rất là nhiều. Vì vậy hay giống nhau, trùng nhau, đụng nhau, đụng hàng đó. Cho nên là cái việc mà nhu cầu cá nhân hóa sản phẩm thành độc quyền thể mình đang trở nên rất là phổ biến. Và vì vậy Kỳ Lân là đơn vị tiên phong trong vấn đề cá nhân hóa sản phẩm theo yêu cầu, độc quyền theo yêu cầu. Hoặc là quý khách muốn sản phẩm nó mang một tính chất theo ý mình hoàn toàn, tức là muốn là một sản phẩm nó độc quyền và theo bản vẽ của mình, theo ý tưởng của mình, theo cái mong muốn của mình, thì tất cả những cái điều đó Kỳ Lân sẽ thực hiện. Ví dụ như quý khách muốn làm một sản phẩm hoàn toàn không theo bất cứ mẫu nào, muốn vẽ ra một sản phẩm hoàn toàn theo ý mình thì Kỳ Lân sẽ thực hiện luôn. Và bây giờ Kỳ Lân sẽ dùng chìa khóa xe Mercedes này, chìa khóa bằng vàng và kim cương này để mở xe của mình, mở xe, khóa xe, mở cốp xe. Xin mời. Đó, bây giờ Kỳ Lân đang dùng cái chìa khóa xe này để mở và khóa nha. Bây giờ khóa lại nè, kèn bóp kêu, cặp gương lại và mở khóa. Bây giờ Kỳ Lân sẽ mở cốp xe. Vâng, và như vậy video clip giới thiệu về chiếc chìa khóa xe Mercedes được làm từ vàng nguyên khối đến kim cương đến đây xin được phép kết thúc. Kỳ Lân trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm đồng hành cùng Kỳ Lân. Và Kỳ Lân xin mời tất cả quý khách hãy ủng hộ Kỳ Lân bằng cách subscribe, đăng ký kênh YouTube, cũng như like, theo dõi trên fanpage, cũng như là follow kênh TikTok của Kỳ Lân Luxury để theo dõi những video hấp dẫn mới nhất nhé. Hoặc là quý khách truy cập trực tiếp vào website kylanluxury.com để xem những danh mục, những sản phẩm của Kỳ Lân Luxury. Hoặc gọi trực tiếp vào số hotline cũng như là kết nối qua Zalo số 0901 247 247. Đội ngũ chuyên nghiệp của Kỳ Lân Luxury sẽ phục vụ tất cả sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao đến với tất cả quý khách hàng thân yêu. Xin thân ái, kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.